Nạn nhân giấu tên này cho biết đã nhận được cú điện thoại của kẻ mạo danh thông báo lệnh chuyển tiền mà chị thực hiện trước đó không thành công, yêu cầu chị cung cấp số dư tài khoản và mật khẩu OTP để xử lý lỗi. Ngay lập tức, tiền trong tài khoản của chị đã bốc hơi. Là họ cũng cung cấp cho tôi một số cái thông tin, ví dụ như hỏi về số tài khoản của chị là có phải là số hay không và tên của chị là chủ đề như thế này. Trùng hợp là thời điểm đó tôi cũng đã có một giao dịch chuyển từ một ngân hàng, từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, và cũng có những cái giao dịch khác chuyển vào đến cho tôi, nên là lúc ấy tôi cũng không nghi ngờ gì nhiều, bị chủ quan nên là đã cung cấp cho bạn cái mã OTP đúng không chứ? Lý giải về trường hợp trên, đại diện ngân hàng này cho biết thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo là lập một danh sách những người mà đối tượng đã thu thập được thông tin tài khoản. Những thông tin này có thể bị lộ từ nhiều nguồn như các giao dịch mua bán online hoặc bị đánh cắp qua các trang web giả mạo. Thông tin này sẽ được dùng để lấy niềm tin của nạn nhân. Tiếp theo, sẽ xây dựng ra những kịch bản người dùng hay gặp phải như chuyển tiền đi hoặc có người chuyển tiền đến cho hoặc là có giao dịch vay vốn nhưng bị lỗi. Sau đó gọi điện giả mạo nhân viên ngân hàng để khắc phục lỗi. Chắc chắn là gì? Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng gửi các thông tin bảo mật đấy cho ngân hàng cả. Người dùng nên rất bình tĩnh khi tiếp nhận những cái thông tin và đặc biệt là những thông tin liên quan về quà tặng hấp dẫn hoặc là những thông tin đe dọa và đánh mất sự lo sợ, thì chỉ cần cân nhắc và tìm hiểu kỹ liệu những cái thông tin này có bắt mình cung cấp các thông tin bảo mật ngân hàng, ví dụ như là mật khẩu đăng nhập hệ thống internet banking, cái thứ hai là mật khẩu một lần OTP. Trong cảnh báo mới nhất, ngân hàng Techcombank cũng đưa ra các thủ đoạn khác như lừa đảo khách hàng trúng thưởng, sau đó gửi các đường dẫn tới website giả mạo của ngân hàng để lừa lấy thông tin, hoặc giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện thông báo tài khoản bị tội phạm xâm nhập và yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật tài khoản. Thừa nhận thông tin về số tài khoản, số thẻ có nhiều rủi ro bị rò rỉ qua các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, các ngân hàng nhấn mạnh mã OTP là mã duy nhất chỉ sử dụng một lần trong một giao dịch, nên nếu như người dùng không đánh mất mã OTP thì tài khoản sẽ được an toàn. User và mật khẩu đăng nhập giống như cái chìa khóa để vào nhà mình. Còn cái mật khẩu một lần mà chúng ta hay gọi là OTP ấy, thì giống như là chìa khóa hay mật khẩu để vào két sắt của mình. Đấy, thì hai cái yếu tố đó khách hàng chỉ cần bảo mật tuyệt đối, không cung cấp cho bất kỳ ai, kể cả ngân hàng. Người dùng cũng có thể nhận biết trang web giả mạo bằng cách kiểm tra xem trang web đó có bắt đầu bằng dòng chữ https://2.2/ hoặc bằng dấu khóa hay không. Đây là những ký hiệu bảo mật của các trang web chính thức